Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài hát cho giáo trình Shinkansen Master ngữ pháp N3. Bài hát chúng ta sẽ học về Tarabato Nara no Tokubetsu Natsu Kaikata, các cách sử dụng đặc biệt của Tarabato và Nara. Thì đây là những ngữ pháp rất là quan trọng trong chương trình N4 các bạn đã được học rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một chút những cái dạng khác của nó nhé. Thông thường khi mà gặp cái phần câu dịch mà xuất hiện những cái ngữ pháp có Tara thì các bạn cứ hay dịch là nếu. Thế nhưng mà không phải tất cả những cái mẫu câu có tara đều dịch là nếu đâu. Ví dụ như trong đây chẳng hạn. Đầu tiên chúng ta đi vào mẫu số 1, đó là nani nani to kết thúc bằng thể ta. Nani nani tara kết thúc bằng ta. Cái này bị lỗi một chút. Cái đây là tara nhé. Tara và đuôi là ta. Đầu tiên cách dùng a này. Ai, ví dụ như là gì nhỉ, mình đang nấu cơm đúng không, tự nhiên nghe thấy chuông điện thoại đến đúng nhỉ, bảo là gì đây nhỉ, Ram lấy đồ đi đấy, mình điên lên cãi nhau một hồi, thế là cuối cùng mở cửa ra thì thấy một gì nhỉ, đấy, các bạn gặp một bạn shipper rất là đẹp trai, và khi đấy mình sẽ có cái câu như là chai muga natta no de genkan no soto ni deru to totemo kakkoi takuhaibin no hito ga ita, tức là nghe thấy chuông cửa và mình ra ngoài đúng không, ra ngoài cửa ấy thì có một gì nhỉ, có một cái người shipper rất là đẹp trai đấy, có một soái ca shipper rất là đẹp trai đứng đấy, thì người ta đã ở đây từ trước rồi, thế nhưng nếu các bạn không ra ngoài các bạn không thể biết được đúng không, vậy thì cái việc ra ngoài này là cái hành động giúp các bạn nhận ra được cái sự hiện diện của họ ở đằng sau. Thì trong trường hợp A này, cái ngữ pháp tô và kết thúc bằng tờ nó mang dụng pháp như vậy nhé. Tương tự, ví dụ như là gì nhỉ? Kiểu như là gì nhỉ? Bạn trai tặng cho món quà rất là ý nghĩa đúng không nhỉ? Người ta để cái món quà này ở trong cái hộp từ trước rồi. Vẫn luôn luôn để trong hộp như thế. Đấy, thế nhưng mà mình không mở ra, mình không thể biết được. Vậy thì mình sẽ có câu là waku waku shinagara aketara slippa ga haite ita, có nghĩa là sau khi hồi hộp, waku waku là háo hức hồi hộp, mở cái hộp ra đúng không, thì trong hộp có đôi dép được đặt ở trong đúng không nhỉ, slippa là dép nhé. Vậy thì chúng ta thấy rằng để mà diễn tả rằng sau khi làm một hành động chúng ta nhận ra một cái sự việc có từ trước đó, thế nhưng nếu không làm cái hành động trước thì chúng ta không thể biết được, thì chúng ta sẽ sử dụng ngữ pháp này. Và lưu ý là trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là sau khi thì nhận ra, sau khi thì thấy, chứ không phải là nếu nữa. Đấy, bởi vì đây là câu trong quá khứ rồi thì không mang tính giả định nữa nha. Chúng ta sẽ có ý nghĩa của câu này đấy là sau khi thì thấy, sau khi làm cái đằng trước thì thấy cái đằng sau. Cách cấu thành có hai cách. Một đấy là các bạn chia là động từ thể từ điển cộng với to. Thứ hai là động từ thể tara, động từ thể ta cộng với đuôi ra. Và dĩ nhiên là đuôi đằng sau nó sẽ là động từ dạng veta đúng không? Bây giờ sẽ là cách sử dụng này. Nó diễn tả ý nhá. Sau khi làm một hành động nào đó. Sau khi làm một hành động nào đó này thì nhận ra sự việc phía sau. Đấy, ví dụ như lúc nãy sau khi ra ngoài cửa thì nhận ra có shipper đẹp trai. Sau khi mở hộp quà thì có gì đây nhỉ? Thì có cái dép được đặt ở trong đó. Thế nhưng cái sự việc đấy ấy, cái sự việc đấy ấy, nó có từ trước. Nó có từ trước khi mình thực hiện hành động. Ví dụ như là bạn shipper ấy, bạn đến trước khi mình mở cửa. Đúng nhỉ? Hay là cái dép nó được đặt trong hộp từ trước khi mình mở nó ra, nhưng mà mình phải thực hiện hành động mình mới nhận ra, mình mới biết nó nhá. Đấy, phải thực hiện hành động mới nhận ra, mới biết được cái sự việc đằng sau. Và sự việc đằng sau ấy nó mang nội dung khá bất ngờ cho người nói đúng không, tưởng tượng như là hai cái tình huống ở phần ví dụ đúng nhỉ, mở hộp quà ra tưởng là hột xoàn kim cương đô la hay gì gì, hóa ra lại là đôi dép rất là bất ngờ, hay là gì nhỉ, tưởng mở ra là một người kiểu nhìn trông luộm thà luộm thuộm bẩn thỉu ấy, ai ngờ là soái ca đúng không. Đấy, thì đằng sau nó sẽ là một sự việc mang nội dung bất ngờ cho người nói nhé. Tiếp theo này, đây là cái quan trọng. Vì vế sau nó diễn tả trạng thái trong quá khứ.
Về sau này, nó là trạng thái trong quá khứ. Do vậy, chúng ta phải chia ở dạng VTIT. Đấy. Nếu là động từ nhá. Nếu là động từ mình luôn luôn phải chia ở dạng VTIT. Còn nếu là danh từ thì mình để là danh từ cộng đạt tờ. Và hai trường hợp đặc biệt đấy là động từ IT và động từ AT. Y rự hay là A rự ấy thì không, người ta không chia là ATIT hay là ITIT đúng không? Đấy, chỉ là IT và AT thôi. Do vậy là các bạn sẽ hai cái động từ đặc biệt này thì các bạn có thể để dưới dạng là thể tờ. Còn tất cả những động từ khác chúng ta phải luôn luôn chia dưới dạng TIT nếu mang dụng pháp nghĩa như thế này. Và điều tiếp theo đấy là hai về trước và sau khác chủ ngữ. Hai về trước sau khác chủ ngữ. Vế một ấy thường là hành động của bản thân mình. Chủ ngữ là mình, còn vế sau là một cái gì nhỉ? Một cái sự việc khác, không phải là mình nhá. Đấy. Chúng ta cùng đi vào câu ví dụ này. Câu đầu tiên. Presento aketara ningyo ga haite ita. Mở hộp quà ra thì có con búp bê được đặt bên trong. Con búp bê này được đặt ở bên trong từ trước đấy rồi, đúng không? Thế nhưng mà phải mở ra chúng ta mới biết được điều đấy. Chúng ta sẽ dùng ngữ pháp này để diễn tả nhé. Câu số 2 này. Genkan o deru to soko ni o otoko ga su nin ita. Bước ra ngoài cửa ấy, đúng nhỉ? Thì thấy có mấy người đàn ông to lớn đang ở đó. Họ ở đấy từ trước khi mình ra ngoài cửa cơ. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mình phải ra ngoài, mình mới nhận diện được, mình mới biết được điều đấy. Và nó tạo cho mình một cái sự bất ngờ, đúng nhỉ? Chả không hiểu sao lại tự nhiên có mấy ông khổng lồ, mấy ông to đùng đứng ở đây như này. Câu số 3 này. Mado no soto mitara mashiro na yukigeshiki datta. Là nhìn ra ngoài cửa sổ ấy, thì là một cái... Bình thường mình có keshiki là phong cảnh, thì yuki là tuyết, thì yukigeshiki là khung cảnh tuyết nhá. Tuyết rơi nó phủ trắng xóa, mashiro là trắng xóa. Đấy, tuyết thực ra cái khung cảnh này nó có từ trước khi mình nhìn thấy rồi. Nhưng mà gì nhỉ? Phải nhờ cái việc nhìn mình mới biết điều đấy. Và tất cả những cái điều đằng sau này nó đều tạo cho mình một cái cảm giác tương đối là bất ngờ, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng cái mẫu câu này. Đấy là cách dùng đầu tiên nhé. Tiếp theo là cách dùng B. Cách dùng B của chúng ta này. Usuri nete iru to mezamashi doke ga natta. Đang ngủ say thì cái đồng hồ báo thức nó kêu. Đang ngủ say thì cái đồng hồ báo thức nó kêu, đúng không? À, khi mình đang thực hiện một hành động gì đó thì ngẫu nhiên đấy, có một cái gì nhỉ? Có một cái sự việc khác nó cũng xảy ra. Cái này thì gần như là giống, khá giống gì nhỉ? Uchini, đúng không? Uchini với cách nghĩa, với nghĩa số 2 ấy, có nghĩa là đang làm cái gì đó thì có sự biến đổi đằng sau. Thế nhưng mà cái thằng này không phải là nhấn mạnh là cái sự biến đổi nhá, mà nó nhấn mạnh là một sự việc xảy ra một cách tình cờ ngẫu nhiên. Hoặc này, các bạn này đang gì đấy? Các bạn này đang tổ chức tiệc ở nhà, đúng không? Đang uống rượu, đang kampai 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 đây, đúng không nhỉ? Thì mẹ về, mẹ bảo là genki benkyo shiterute itta hazu nano ni. À, con bé genki kia, mẹ thấy mày bảo mẹ là mày đang học cơ mà, đúng không? Sao mẹ lại làm thế này? Thì mình cũng có câu là tomodachi to biru o nonde iru to haha ga kaete kita. Đang uống bia với bạn thì mẹ về, đúng không? Thực ra cái này cũng khá là giống ngữ pháp tokoro. Thực ra cái đây là cái câu đấy là câu ngữ pháp tokoro nhá. Đang trong quá trình làm cái gì đó thì mẹ về. Thì khi mà chúng ta thay bằng cái này thì nó cũng mang tính chất tương tự thôi, nó cũng không khác gì mấy. Ý nghĩa của câu này là đang thì đang làm cái đằng trước thì xảy ra một cái sự việc ngẫu nhiên đằng sau. Cấu trúc khác với cái cách dùng A là động từ V rự cộng với to hay là V tà cộng với R, V tà R. Thì mẫu này chúng ta sẽ phải chia về dạng tiếp diễn. Đó là VTI rự to, VTI rự to hoặc là VTI tà R, VTI tà R. Cách sử dụng, nó diễn tả ý này. Mình đang làm một hành động gì đó thì xảy ra một sự việc khác ngẫu nhiên. Đấy. Mình đang làm một hành động gì đó nhá, thì nó xảy ra một sự việc khác ngẫu nhiên ở đằng sau. Vế trước chia ở dạng VTIR hoặc VTITA. Đúng nhỉ? VTITAR. Không để VR tốt hay là VTAR nhá,
thì nó sẽ mất đi sắc thái là đang làm cái đó. Tiếp theo, vế sau là câu động từ, nhớ này, vế sau là câu động từ. Nếu như cái thằng gì nhở, nếu như cái thằng A ấy, vế sau có thể là câu danh từ đúng không, trong cái câu là Yukigeshiki datta đấy, thì với lại với mẫu B ấy, chúng ta có vế sau phải là câu động từ, đuôi nó phải là động từ, không được là danh từ, mang nội dung hơi bất ngờ. Cái này thì cũng tương tự như thằng kia đúng không, thằng A, và không mang tính ý chí. Thì thực ra thì mấy cái mẫu câu này thì đằng sau gần như đều không mang tính ý chí rồi. Và hai vế trước sau thường khác chủ ngữ cũng tương tự như cái gì nhỉ? Như cái cách dùng A nhá. Đấy. Điểm khác biệt của cái này là đằng trước là gì nhỉ? Đằng trước là teiruto, mang sắc thái là đang làm cái đằng trước thì có cái đằng sau xảy ra một cách ngẫu nhiên. Chúng ta cùng xem các câu ví dụ. Ichi này. Yoru 12 giờ頃 テレビを見ていると アメリカの友達から電話がかかってきた là gì nhỉ? Đang xem TV lúc 12 giờ đêm thì gì nhỉ? Thì có được nhận được cuộc điện thoại đúng không? Thì có cuộc điện thoại từ người bạn ở Mỹ gọi đến nhá. Mình đang làm cái đó thì gì nhỉ? Thì có cuộc điện thoại ở gì à? Ở Mỹ gọi đến đúng không? Một cách ngẫu nhiên. Và điều này cũng khá là bất ngờ đúng nhỉ? Bởi vì có sự còn sớm sủa gì đâu đúng không? Câu số 2. Coffee shop de Maki-san no uwasa o shiteiruto, gūzen Maki-san ga haete kita. Coffee shop nó gần giống như kiểu là kisaten, nhưng mà kisaten thì nhiều loại nước uống khác nhau, còn coffee shop thông thường là chỉ có cà phê thôi, quán cà phê ấy. Đang gì nhỉ? Uwasa là tin đồn, đang phao tin đồn, đang tung tin đồn về Maki-san ở quán cà phê ấy. Thì ngẫu nhiên cậu ấy, người đấy đúng nhỉ, cậu Maki này hay là cô Maki này cô ấy đi vào đấy, đang nói xấu người ta thì bị gì nhỉ, thì bị người ta vào, người ta bắt tại trận đấy. Câu số 3 này. Niwa no soji o shiteitara gūzen oame ga furidashita, đang dọn vườn đúng không, thì ngẫu nhiên đúng nhỉ, đang dọn vườn thì ngẫu nhiên là trời cũng bắt đầu đổ mưa, trời cũng mưa to. Đấy là cách dùng số 2. Tiếp theo chúng ta đi vào cách dùng số 3. Cách dùng số 3 này. Một bạn đau khổ với con tim vỡ tan đúng không Kare ni kokuhaku shitara kare ga mo ni do to aitaku nai to ita. Bạn này yêu đơn phương bạn này một thời gian rất là lâu và đến một ngày nào đó quyết định là sẽ bộc bạch tất cả tình cảm của mình. Thì ở đây các bạn có cái từ kokuhaku. Kokuhaku là chữ cáo và chữ bạch có nghĩa là tỏ tình, bày tỏ nhá. Đấy. Sau khi tôi bày tỏ tình cảm với anh ấy thì anh ấy nói là không muốn gặp lại tôi lần thứ hai. Đấy. Sau khi tôi tỏ tình với anh ta thì anh ta nói là không muốn gặp lại tôi lần hai. Vậy thì chúng ta thấy rằng nó sẽ giống cấu trúc với lại thằng A đúng không nhỉ? Bởi vì là cùng đằng trước là tara, đằng sau cùng là tờ chứ không phải là gì nhỉ, không phải là ti tờ hay là ti tô như thằng B nhá. Vậy thì cái khác nhau là gì? Chúng ta thấy rằng này, nếu cái bạn này không bày tỏ tình cảm đúng không, không tỏ tình ấy, thì bạn này, bạn bạn nam này sẽ không nói câu này. Vậy thì phải làm cái hành động đầu tiên đúng không nhỉ, phải có cái hành động đầu tiên thì nó từ đấy nó mới có kết quả thứ hai nhá. Đấy, nó dẫn đến cái kết quả thứ hai. Chứ cái thứ hai không thể tự tự nhiên mà có, không phải là có từ trước giống như một được. Một thì là sao đây nhỉ? Một thì là cái đấy có từ trước rồi mà nhờ cái việc làm mình nhận ra cái điều đấy. Thế nhưng nếu mà mình không gì nhỉ? Mình không bày tỏ tình cảm thì cũng sẽ không có việc nói như thế này. Đấy, đấy là cái sự khác nhau. Hoặc đây, chúng ta thấy nhá. Cái đồ chơi này này. Omocha no tsurugi. Tsurugi là chữ kiếm, có nghĩa là cái kiếm, thanh kiếm ấy. Omocha là đồ chơi, đây là thì Omocha no tsurugi là cái thanh gươm đồ chơi. Omocha no tsurugi o zenbu sasu to kore ga dete kita. Tức là gì nhỉ? Tức là khi mà mình gì đấy, khi mà mình xiên, mình chọc toàn bộ những cái thanh kiếm vào 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 trong cái thùng này ấy. Đấy. Thì sao nhỉ? Thì cái con này
Thì cái này này, nó chui ra. Nếu mà mình không làm cái việc đấy nhá, thì con này nó không chui ra đâu. Không bao giờ có cái việc đấy xảy ra. Vậy thì gì nhỉ? Vậy thì phải làm cái đằng trước thì nó mới có kết quả đằng sau, thì chúng ta sẽ mang dụng pháp C là như vậy. Cái này nhá, nếu mà chúng ta sửa một chút này. Đấy, tức là mở cái trống này ra, đúng không? Mở cái hộp này ra thì có con này ở bên trong, thì chúng ta sẽ sử dụng cái dụng pháp A. Tức là gì nhỉ? Đây ví dụ viết câu đấy luôn nhá, để so sánh cái sự khác nhau một chút. Ví dụ như là gì nhỉ? Cứ gọi đây là cái Haco cho nó dễ nhé các bạn nhé. Dùng mấy cái từ cái trống chưa chắc nó đã chuẩn trong trường hợp là cái trống đồ chơi này. Ví dụ mở cái hộp ra này. Aketara, đúng nhỉ? Aketara. Haco Aketara Ningyo ga haite ita, hoặc là ga ata. Đó. Thì mở cái hộp ra thì có con búp bê được đặt ở trong, hoặc là có con búp bê trong đấy. Con búp bê nó vẫn ở trong đây từ trước đến giờ, đúng không nhỉ? Thế nhưng nếu các bạn không mở thì các bạn không thể biết được cái điều đấy. Thế nhưng cái câu này này, nếu các bạn không xuyên vào thì con búp bê này nó sẽ không bao giờ nó chui ra nhé. Chứ không phải là nó chui ra từ trước và chúng ta xuyên kiếm vào chúng ta nhận ra nó. Được chưa? Đấy là cái sự khác biệt. Ý nghĩa của mẫu câu này là sau khi thì sau khi làm cái đằng trước thì có kết quả đằng sau. Sẽ rút cử cấu thành động từ về dự cộng với tô, hoặc là động từ về tà rợ giống hệt như thằng A. Cách sử dụng này nó diễn tả ý sau khi làm sự việc phía trước thì xảy ra sự việc phía sau. Sau khi làm sự việc phía trước thì xảy ra sự việc phía sau. Và nó khác với cách dùng A, đấy là sự việc phía sau chưa có từ trước mà phải gì nhỉ, làm hành động trước thì mới xảy ra. Đấy, hành động A là cái đằng sau nó có từ trước đấy rồi, và làm việc đấy giúp chúng ta nhận ra cái thằng đằng sau nhá. Tiếp theo, vế sau là câu động từ, vế sau là câu động từ không mang tính ý chí, thì cái này tương tự như cách dùng B đúng không? Thằng này cũng không được dùng là câu danh từ. Và cuối cùng hai vế trước sau thường khác chủ ngữ. Như vậy là ba cái thằng cách dùng A, B, C đều là gì nhỉ? Mang cái tính chất là hai vế trước sau khác chủ ngữ nhau. Tiếp theo, chúng ta đi vào phần debug. Câu đầu tiên này. Hisashiburi ni kōkō no sensei ni tegami o dasu to sugu ni henji ga kita. Lâu rồi, hisashiburi là lâu. Lâu rồi tôi mới gửi thư cho thầy giáo thời cấp 3, và gửi cái là ngay lập tức có phản hồi đến. Vậy sao nhở? Mình gửi thì mới có phản hồi đến đúng không? Đấy. Chứ nếu mà mình không gửi thì không bao giờ có cái phản hồi này đến từ trước nhá. Do vậy cách dùng của nó khác biệt với lại cách dùng A là như thế. Tiếp theo câu số 2 này. Hako aketa, xin lỗi. Hako aketa. Omochan ga tobidashita. Có nghĩa là sau khi mở hộp ấy, đúng nhỉ? Sau khi mở cái hộp ra thì con đồ chơi nó bay lao ra. Tưởng tượng các bạn có mấy cái ở trong sách giáo trình ấy, trong giáo trình Shinkansen N3 nó có cái hình vẽ đấy. Nó giống như mấy cái hộp hù dọa ở trong, nhất là mấy phim phương Tây hay chợ hay có ấy, đúng nhỉ? Cái con đấy nó ở trong hộp từ trước. Đấy, thế nhưng mà khi mình mở nó ra thì nó mới lao ra, chứ còn mình không mở không bao giờ nó lao ra đúng không? Cái này nó cũng mang tính chất hơi bất ngờ một chút đấy. Câu 3 này. Điều gì ni cho tổ o sa kêu y rê tê mi tà ra y a gì ni nà tà. Sau khi thử cho một chút rượu vào món ăn ấy, thì vị món ăn trở nên ngon hơn. Người Nhật rất là thích nấu ăn và cho rượu sake hoặc là gì nhỉ? Mirin vào đúng không? Đấy. Thì chúng ta thấy cả ba câu nó đều đuôi là động từ nhá. Kita này, Tobidashita và gì nhỉ? Naru đúng không? Nà tà. Cái này chủ ngữ là tôi cho này, tôi mở này, tôi gửi này. Đây là gì đây? Chủ ngữ đây là phản hồi này, cái phản hồi này nó đến này. Chủ ngữ đây là con đồ chơi nó bay lao ra nè, và phản hồi đây là gì nhỉ? Món ăn đúng không? Nó lược bớt đi. Đó, đó là cái gì nhỉ? Ba cái cách sử dụng của chúng ta nhé. Nó tương đối là khác nhau và rõ và tương đối là rõ ràng, thì các bạn lưu ý cái điều đấy nhá. Tiếp theo cách dùng số 2 đó là tô và tờ. Vậy
Vậy thì cái này khác gì với lại những cái thằng trên mà người ta phải tách hẳn thành một cái? Chúng ta sẽ xem nhé. Đây ví dụ này. Sensei wa doushite shukudai wo shinakatta ka to kiku to watashi wo hippataita. Đấy. Sensei ấy, sau khi hỏi, đúng nhỉ? Sau khi hỏi tôi là tại sao em không làm bài tập về nhà. Đấy, chưa kịp trả lời, đang nghĩ đúng không? Câu giờ thì cô lại gì nhỉ? Hippata cự là tát, thì cô đã tát mình, cô đã đánh mình rồi. Vậy thì hành động hỏi là của cô và gì nhỉ? Hành động tát cũng là của cô và nó cũng mang tính chất từ rất bất ngờ đúng không? Và cái đằng sau ấy nó diễn ra gần như là ngay lập tức sau khi cái trước kết thúc nhá. Đấy. Mình vừa cô vừa mới hỏi cái mình đang nghĩ, chưa kịp biết đầu cua tai nheo gì, trời cao đất dày gì thì đã bị ăn phát tát rồi đúng không? Thì trong trường hợp để thể hiện cái sự ngạc nhiên khi mà cùng một người người ta làm hai hành động liên tiếp nhau như thế thì chúng ta sẽ sử dụng ngữ pháp tô và tờ như thế này. Đấy là lý do tại sao người ta tách hẳn thành một mẫu mà người ta không gộp vào cái thằng đằng trước. Bởi vì đằng trước là gì nhỉ? Sau khi làm cái đằng trước thì có sự biến đổi đằng sau, hoặc là cái sự biến đổi xen ngang, nhận ra vân vân. Hai chủ ngữ khác nhau nhé, nhưng mà cái đây là một. Đấy các bạn lưu ý nhá. Hoặc này, vào lớp học đúng nhỉ? Bình thường thì vào lớp xong là cô trò giao lưu hát hò linh tinh. Đây vừa vào lớp cái cô giáo mặt hầm 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 cầm bài kiểm tra phát cho làm. Mình cũng bảo đây là ai và tôi là đâu đúng không? Không biết là tại sao lại vậy. Mọi khi thì đâu có như thế, khiến mình rất là bất ngờ. Thì mình có câu là Sensei wa kyoshitsu ni haite kuru to sugu ni mondai yoshi wo kubari hajimeta. Tức là giáo viên vừa bước vào lớp cái là ngay lập tức bắt đầu phát, đúng nhỉ, kubaru là phát, bắt đầu phát cái mondai là câu hỏi, yoshi là dụng chỉ, có nghĩa là tờ giấy, cái tờ in đề thi ấy. Đấy, ngay lập tức phát đề kiểm tra, viết phát đề thi, gây bất ngờ cho mình nhá. Chúng ta sẽ đi vào nghĩa này. Nghĩa của mỗi câu này đấy là vừa, đằng trước, ngay lập tức, đằng sau, hoặc là ngay sau khi, thì ngay sau khi làm cái đằng trước xong thì có cái đằng sau biến đổi. Sẽ chữ dấu cự cấu thành là động từ thể rự cộng với tô, thể từ điển cộng với tô, không có vê tà ra gì nữa, đây chỉ có vê rự tô thôi. Cách sử dụng, nó diễn tả việc này, sau khi làm một hành động nào đó ngay lập tức thực hiện hành động thứ hai nhá. Sau khi làm một hành động nào đó ngay lập tức thực hiện hành động thứ hai. Toàn câu mang sắc thái tương đối bất ngờ. Toàn câu nhá, nó mang sắc thái tương đối bất ngờ vì không hiểu sao lại làm hai hành động kề nhau liên tiếp như thế và hai vế trước sau cùng chủ ngữ. Đấy, cái này là cái khác biệt nhất so với lại các cấu trúc ở phần 1, đúng nhỉ? Ở phần 1 là hai cái khác chủ ngữ thì cái này phải hai cái cùng chủ ngữ. Chúng ta đi vào phần ví dụ. Câu đầu tiên. Sono otoko wa watashi no. Cái chữ tư này có hai cách đọc là watashi với lại watakushi. Thì bình thường chúng ta đọc là watashi thôi, còn watakushi nó lịch sự quá. Đấy, cái này gạch đi nhá, bởi vì khi gõ thì nó, đôi khi nó ra cái cách đọc nó không dựa hay dùng. Sono otoko wa watashi no kao o miru to sugu ni nigete ite shimatta. Người đàn ông đó ấy, ngay sau khi nhìn thấy mặt tôi là ngay lập tức chạy biến đi mất. Thì hành động nhìn, đúng nhỉ? Hành động nhìn này và hành động chạy đi đều là hành động của ai? Của người đàn ông này nhá, cùng chung chủ ngữ và khiến mình rất là bất ngờ, đúng không nhỉ? Đấy. Kiểu mình là một cô gái năm nay 4x, đúng nhỉ? 40 chưa lấy chồng và mình vẫn luôn cho rằng mình rất là đẹp cho đến một ngày hẹn hò qua mạng, đúng không nhỉ? Hẹn gặp một người đàn ông thì vừa bỏ khẩu trang ra cái người ta nhìn thấy mặt mình cái người ta chạy đi luôn. Mình đang bảo tại sao lại vậy, đúng không nhỉ? Tại sao tôi lại bị đối xử như thế? Ngạc nhiên quá, đúng không nhỉ? Lẽ ra người ta phải trân trọng cái nhan sắc của mình chứ. Đấy. Câu số 2 này. Sensei wa kyoshitsu ni haite kuru to sugu shiken mondai wo kubari hajimeta. Thì cái này là cái mà chúng ta vừa nói ở phần do new,
phần vào bài thì không có gì để nói nhá. Là thầy giáo vừa vào lớp cái là ngay lập tức phát bài kiểm tra luôn. Câu số 3. Yukiko wa hikoki kara oriru to doko ka ni denwa o kaketa. Yukiko ấy vừa xuống máy bay một cái là ngay lập tức gọi điện cho ai đấy luôn, đúng nhỉ? Tưởng xuống máy bay là phải xách đồ các thứ đi, đây xuống cái là bắt đầu lôi điện thoại ra gọi cho ai đấy luôn, đúng nhỉ? Tạo cái ấn tượng khá là bất ngờ cho mình. Thì nhá, tương tự câu này ấy, hành động xuống này cũng như là hành động gọi điện này, đúng không, đều là của ai? Đều là của Yukiko-san, của cùng một người. Tương tự câu này này, vào lớp này và phát này đều là của chủ ngữ là sensei hết. Đấy, đấy là cái sự khác biệt, các bạn lưu ý nhá. Rồi chúng ta đi sang mẫu câu cuối cùng của chúng ta. Đấy là mẫu câu mo ba mo mo nara mo. Ai? Ví dụ anh ấy đây, người mà ai cũng biết là ai, đúng không? Mình sẽ có câu là kare wa tabako mo suwanakereba osake mo nomanai. Bình thường nếu mà gì nhỉ? Nếu mà câu này dịch thì chúng ta cũng chưa học ngữ pháp chúng ta có thể dịch được, đúng không? Anh ấy thuốc lá cũng không hút mà rượu thì cũng chẳng uống, đúng nhỉ? Đấy. Nếu mà tách về ấy, thì chúng ta sẽ phải cho thành hai câu riêng biệt, đấy là kare wa tabako suwanai, đúng nhỉ? Osake mo nomanai. Nhưng mà khi mà gộp vào một câu ấy thì chúng ta sẽ biến thành cái dạng thức như thế này các bạn nhé. Đấy. Còn cái dạng mà dùng trong đời sống nó phổ biến hơn thì dùng là dạng shi, đúng nhỉ? Kare wa tabako mo suwanai shi osake mo nomanai. Chúng ta được học ở N4 rồi. Hoặc là kanojo wa e mo jozu nara uta mo totemo subarashi. Đấy. Kanojo wa e mo jozu nara uta mo totemo subarashi, tức là cô ấy ấy vẽ tranh cũng rất là giỏi, hát cũng rất là tuyệt vời, hát cũng rất là hay. Thì mình nếu mà tách ra thì mình sẽ dùng là kanojo wa e, cái cách đơn giản nhất ở trong chương trình gì nhỉ? Trong chương trình N5 ấy, đấy là dùng soshite, đúng nhỉ? Kanojo wa e ga jozu desu. Soshite uta ga totemo subarashi, đúng nhỉ? Subarashi desu, hoặc là gì nhỉ? E ga jozu de, đúng nhỉ? Jozu de nối bằng de nhá. Uta mo hoặc uta ga totemo subarashi, lên cao thì các bạn có dạng shi dashi chẳng hạn. E mo jozu dashi, đúng nhỉ? Uta mo totemo subarashi. Và lịch sự hơn, mo shi mo sẽ là mo chia sang thể điều kiện cộng với mo. Đấy, có nghĩa là cái đàn này cũng vậy mà cái kia cũng vậy. Hoặc này, một người thì gì đây nhỉ? Một người thì làm việc, đúng không? Một người thì nằm chơi. Có câu như này: kono yo no naka ni kanemochi mo ireba bimbo na hito mo iru. Kono yo no naka ni kanemochi mo ireba bimbo na hito mo iru. Yononaka là xã hội nhá, thế gian. Trên thế gian này ấy, có người giàu và cũng có người nghèo. Nguyên nhân là gì nhỉ? Nguyên nhân là có người làm việc, có người lười biếng, đúng không? Đấy. Rồi chúng ta đi vào cái cách ý nghĩa của nó. Nó là mang nghĩa là cũng. Cách chia này, danh từ đằng sau là mo nhá, danh từ đằng sau là mo. Đằng sau nữa là thể điều kiện. Nếu động từ sẽ là verb. Đấy. Tính từ đuôi y bỏ y thêm kereba, tính từ đuôi na bỏ na thêm nara, và danh từ nara đằng sau là danh từ cộng với mo tiếp. Chúng ta thấy nó khá là lặp đấy, đúng nhỉ? Cách sử dụng của nó là dạng trang trọng hơn so với ngữ pháp mo, si và mo ở trong N4 bài hai mấy gì đấy. Được dùng với ba dụng pháp chính như sau. Cái mẫu này này, mẫu mo và mo này này. Thứ nhất, liệt kê những thứ cùng loại, liệt kê những thứ cùng loại, cùng tốt hoặc cùng xấu. Thứ hai, phủ định. Và thứ ba, đưa ra những thứ tương phản, thích hoặc là ghét, vui hoặc là buồn. Ví dụ, đi lên câu này nhá. Các bạn thấy này, câu này này, kono yo no naka ni kanemochi mo ireba bimbo na hito mo iru, là cái này là đưa ra những cái thứ tương phản, đúng không? Là người giàu và người nghèo,
Câu này, Kanojo wa emo jozu nara uta mo totemo tsubarashi, liệt kê những cái cùng gì nhỉ? Cùng tốt. Còn cái trên này là gì nhỉ? Dùng trong câu phủ định, cái này cũng không, cái kia cũng không. Đó, đó là ba dụng pháp hay dùng nhất của mẫu này nhé. Chúng ta đi vào phần ví dụ. Câu đầu tiên, jinsei ni wa tanoshii toki mo areba tsurai toki mo aru. Trong cuộc đời ấy, có lúc vui và cũng có lúc buồn, đúng không? Đây là liệt kê những cái trái ngược nhau, đúng nhỉ? Tanoshi và tsurai. Câu số 2. Tsuma wa osake mo yoku nomeba amai mono mo takusan taberu. Vợ tôi ấy, rượu thì cũng hay uống mà đồ ngọt thì cũng hay ăn, đúng không? Đấy. Đây là gì nhỉ? Đây dùng trong cái dụng pháp nào? Liệt kê những thứ cùng loại, đúng không? Bởi vì thích uống rượu và hay ăn đồ ngọt thì đều là những thứ mà có thể coi là không tốt lắm đấy. Câu số 3 này. Sonahito atta koto mo nakereba namae o kita koto mo arimasen. Cái người kia ấy gặp thì cũng chưa từng gặp, đúng nhỉ? Gặp thì chưa từng gặp mà tên thì cũng chưa từng nghe nhá. Đây là phủ định nhá. Câu số 4. Matsumoto san wa shumi ga oi. Sports mo suki nara piano mo hiku rashi. Anh Matsumoto ấy có rất là nhiều sở thích. Thể thao cũng thích mà piano thì cũng chơi. Câu số 5. Zenkai mo ame nara konkai mo ame ka. Bokutachi no ryoko wa itsumo unga warui ne. Là lần trước cũng mưa, lần nay cũng mưa. Chuyến du lịch của chúng ta thì thật là đen, đúng nhỉ? Un là chữ vận nhé. Unga warui là thật là đen đủi. Đó, thì cái mẫu này nó được dùng để gì nhỉ? Có cái nọ và cũng có cái kia. Thực ra thì nhiều khi đơn giản hơn chúng ta, chẳng hạn như câu 1 các bạn nhé. Trong đời sống người ta ít khi người ta nói như này, nói này nó thường trang trọng rồi. Người ta sẽ nói gộp luôn này. Nếu mà cùng ví dụ jinsei ni wa tanoshii toki mo, đúng nhỉ? Tsurai toki mo aru. Nói vậy hơn, nó đỡ hơn, nó nhanh hơn. Thế nhưng mà khi mà nó khác chủ ngữ như chẳng hạn như là câu 2 ấy, thì người ta sẽ phải tách ra hoặc là người ta dùng cái dạng suki, ví dụ tsuma wa osake mo amai mono mo suki, đúng không nhỉ? Vợ tôi thích rượu, rượu cũng thích mà cái đồ ngọt cũng thích. Đó, thì chúng ta cứ nói chung là, hay là câu 5 này, zenkai mo ame, à zenkai mo konkai mo ame, cả lần trước cả lần này đều mưa, đúng không? Chúng ta sẽ vận dụng dần dần khi mà chúng ta làm bài tập và nhớ được cái ngữ pháp tốt hơn nhé. Bài học của chúng ta đến là kết thúc, thì các bạn làm bài tập ở trong giáo trình Shinkansen Master phần từ vựng, à xin lỗi, phần ngữ pháp. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần tới.